Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, mấy cô cho anh sẽ hỗ trợ các bạn học trong sách 2000 Collocation. Ok, chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với phần bài số 21 với chủ đề về Starting and Finishing. Ok, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đi đến với chủ đề số 21 là một trong những chủ đề cuối cùng ở trong cuốn sách này. Chờ các bạn kiểm tra giúp cô xem là mạng buổi trưa có ổn hơn không ạ? Khi các bạn kiểm tra giúp cô xem là mạng buổi trưa có ổn không ạ? Nhà chúng ta bắt đầu vào học ạ. Ok, chào các bạn. Các bạn kiểm tra giúp cô xem là mạng buổi trưa có ổn không thì chúng ta vào học ạ. Em vẫn bị la à? Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác xem có ổn không ạ? Ok, chào bạn Thanh Nhành Ngô, chào Eric Nguyễn ạ. Eric kiểm tra giúp cô xem mạng có ổn không ạ? Ok, Minh Anh xem cho cô mạng có ổn không ạ? Ok, chào các bạn ạ. Ổn hơn tối qua. Rồi. Vậy là có khả năng là chúng ta sẽ học được, đúng không ạ? Rồi, cô chào bạn Nguyễn Vân Oanh, chào bạn Bùi Quốc Việt, chào Hoàng Thảo. Ok, chào bạn Đào Han. Chào bạn có Facebook giống cô là Trang Anh, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chủ đề số 21. Đó là chủ đề về, nhận chủ đề như sau. Là chủ đề cái cách diễn đạt cái start và finishing. Thì cách diễn đạt là starting and finishing. Nghĩa là gì? Cách diễn đạt cái cách bắt đầu và kết thúc trong tiếng Anh. Nhớ. Ví dụ cô sẽ có cụm từ get started bằng cụm từ get underway. Get off to a good start. Nhớ rất là nhiều những cụm từ hay. Nói chung là những cái chủ đề nào mà nó thú vị và những cái chủ đề nào mà nó thiết thực với các bạn thì cô Trang Anh sẽ chọn chuyện trước, còn chủ đề nào mà nó khó đúng không ạ, hoặc là những cái chủ đề mà nó cũng không thiết thực lắm, hoặc là những cái chủ đề mà nó không trọng tâm lắm thì cô Trang Anh sẽ chọn chữ sau. Vậy thì với cái chủ đề mà hôm nay cô Trang Anh chọn chữ là chủ đề về starting and finishing, là một chủ đề rất là thú vị. Cái chủ đề này nó sẽ, nói chung là nó, các bạn sẽ áp dụng được rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải chỉ để mỗi học để thi nhá. Sẵn sàng chưa? Với cái bài, với cái phần này bạn nhớ cho cô là nó có tổng cộng là 55 cụm tất cả. Đó rồi. Nên là em nhớ cho cô như sau. Đó là chúng ta sẽ, đúng không? Chúng ta sẽ phải chịu khó là học cho cô 55 cái cụm đó nhận và áp dụng vào làm bài. Với cái phần bài tập này thì nói chung là cô chỉ mang tính chất gọi là minh họa cho các bạn mà thôi nhá. Nên là về cơ bản là chúng ta sẽ phải, trở về cơ bản là chúng ta sẽ phải học những cụm kia nhận, còn bài tập chỉ là mang tính chất áp dụng thôi. Được không ạ? Ok, hôm nay mạng ổn luôn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Thường là buổi trưa. Chờ mạng buổi trưa nhà cô ổn. Sẵn sàng chưa ạ? Chờ, may quá chủ đề này em vừa học à. Rồi, sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà các bạn sẵn sàng rồi, cô bắt đầu chữa nhé. Với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok, nào với câu số 1, các thanh niên của cô chọn được đáp án của câu số 1 là ý gì ạ? Hôm nay mạng ổn hẳn ra. Rồi. Nhờ bạn à, Duy Hạo Ngô, cô chữa trang số 175 em nhé. Được không ạ? Nào với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? It isn't often you get the opportunity to start over with a clean slate. Thì với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Nào bạn nào xử lý cho cô được với một cái câu 1 này, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ cô sẽ có như sau này. Đâu phải lúc nào mình cũng có cơ hội để làm lại từ đầu đâu em nhớ. Vì cô sẽ có, với cái câu số 1 này, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là cái gì? Nói chung là phần này của cô sẽ khó. Với những bạn mà các bạn chưa hề có ý tưởng là cái cụm đó là gì thì chắc chắn là sẽ rất là khó, đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau này. Với cái câu số 1 này, cô sẽ có cái cụm từ là it isn't often. Chợ cụm từ bắt đầu là it isn't often. Không phải lúc nào rằng, đúng không ạ? Em cũng sẽ có cái cơ hội, cô lại có cụm từ nữa, đó là cụm từ get the opportunity. Nhớ, đâu phải lúc nào em cũng có cơ hội để mà làm sao, để mà làm lại từ đầu đâu em. Thế nên là bây giờ, mỗi bước đi của em là em phải cẩn trọng, phải thận trọng, đúng không ạ? Đừng để mắc sai lầm. Đừng để vấp ngã, bởi vì sao? Bởi vì đâu phải lúc nào mình có cơ hội làm lại từ đầu đâu em.
Vậy thì con sẽ có cả một cái cụm từ như sau. Đó là cụm từ start over with a clean slate. Cả cụm từ này của cô có nghĩa là có cơ hội để làm lại từ đầu nhá. Bởi vì mình đã phạm quá nhiều sai lầm nghiêm trọng nhá. Vậy thì với câu này cô sẽ có một cụm từ như sau. Đó là cụm từ start over with a clean slate. Hoặc là dùng với từ shift. Ok, cơ hội làm lại từ đầu. Vậy thì với câu số 1, cô sẽ chọn được câu này. Đáp án của chúng ta là ý B. Ok chưa? Rồi, xong câu số 1, chuyển cho cô sang câu số 2 đi ạ. Với câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Vậy bạn chỉ cần thừa nhận cho cô cái cụm từ đó, đó là có cơ hội làm lại từ đầu. Thế thôi, nhá. Rồi, xong câu số 1, chuyển cho cô sang câu số 2. Với câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sau câu số 1, chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Thì với câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Được không ạ? Nào, với câu số 2, cô sẽ có như sau. Cô có từ proposal, nghĩa là đề xuất của anh ta, đúng không ạ? Đề xuất của anh ta về cái relationship, cái mối quan hệ đó. Chứ đằng sau cô lại có into a new life. Vậy thì bạn sẽ thử đoán cho cô xem cái cụm từ này của mình nghĩa là gì. Rất là khó để đoán, đúng không ạ? Thì cô sẽ có he proposal. Chợ chúng ta sẽ có là cái đề nghị của anh ấy, đúng không ạ? Đã đưa cái mối quan hệ của họ bước sang một trang mới. Vậy với cái câu này cô sẽ có một cái cụm từ như sau. Chợ cô có một cái cụm từ. Chợ đó là cái cụm từ turn. Chợ cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ turn over. Chợ cô có cụm từ đó là cụm từ turn over a new leaf. Ok, nó sẽ bằng với cụm từ. Nhớ, chúng ta sẽ có cụm từ đó là cụm từ turn something over a new leaf. Bằng với cụm từ là turn something into a new leaf. Chợ một trong hai giới từ này đều ok. Nhớ, into đều được. Vậy thì với câu số 2, cô chọn được đáp án của câu 2 là ý A. Cái cụm từ này của cô có nghĩa là làm lại cuộc đời, bước sang một trang mới. Nhờ, quyết tâm là một điều gì đó tốt đẹp hơn. Thì với câu số 2, cô sẽ chọn được câu này là ý A. Sau câu số 2, chuyển cô sang câu số 3. Câu số 3 có cấu trúc, đó là cấu trúc need to do something. Ở trong này nó theo một cái cấu trúc như sau, đó là cấu trúc somebody cộng với need cộng với to verb. Nhờ, ai đó cần phải làm gì. Và cấu trúc something cộng với verb in. Cái gì cần thiết được làm bằng cấu trúc something need to be verb phân thứ hai. Cái gì cần thiết được làm? Vậy cô sẽ có như sau. Chúng ta cần phải có cái bản kế hoạch này, có cái kế hoạch này được làm sao được khởi động ngay. Thì ở trong này cô lại có một cấu trúc tiếp theo, đó là cấu trúc get something cộng verb phân thứ hai, có cái gì được làm bởi ai. Nhớ, cô viết lên đây này. Cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc get hoặc have something verb phân thứ hai, có cái gì được làm bởi ai. Chợ cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc get somebody cộng với to verb, nhờ ai đó làm gì nhá. Bây giờ là chúng ta cần phải có cái kế hoạch này được khởi động. Lại có một cái cụm từ tiếp theo là cụm từ as soon as possible. Càng sớm càng tốt. I'm hoping, tôi đang hy vọng rằng bạn sẽ giúp chúng tôi. Ở trong này cô lại có một cấu trúc nữa, đó là cấu trúc help somebody to do something hoặc do something đều được. Giúp ai đó làm gì. Vậy thì ở đây cô sẽ có cụm từ như sau, đó là cụm từ get the bowling. Get the ball rolling. Chợ, vậy thì cái cụm từ này của cô sẽ được viết xuống như sau. Cô có động từ get. Chợ, cô có động từ start. Ok, cô có động từ set. Cả ba động từ này nhé. Nó sẽ ghép với từ the ball. Chợ, sau đến từ roll. Chợ, nghĩa là bắt đầu làm điều gì đó. Đặc biệt là đối với những cái thứ rất là lớn, cần phải sự chung tay của nhiều người. Thì cô dịch hoàn chỉnh câu này như sau. Nó dịch là chúng ta cần phải khởi động cái dự án này càng sớm càng tốt. Và tôi đang hy vọng là bạn sẽ giúp chúng tôi, đúng không ạ, bắt tay vào để thực hiện nó. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được câu 3 là ý D. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 3, chuyển cho cô sang câu số 4. Chợ, với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, Charlie, cô có thế em ạ. Rồi, xong câu số 3, bạn chuyển cho cô sang câu số 4 đi ạ. Thì với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì? Nói chung là cô phải nói trước là bài hôm nay của cô rất là khó. Cô phải nói trước là rất là khó. Bởi vì những cái cụm từ này nếu nó tự thiên về cái cụm từ cố định, nên là nếu mà bạn biết nó thì bạn sẽ làm được. Mà nếu không biết thì bạn sẽ thấy nó rất là khó để mà có thể xử lý được, đúng không ạ? Rồi, với câu số 3 xong, chuyển cô sang câu số 4. Với câu số 4 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Được chưa? Câu số 4, bạn Bùi Quốc Việt đến từ Thanh Hóa chọn đáp án của câu này là ý
C, ok. Câu số 4 các bạn ấy chọn được đáp án của câu này là ý C. Ok, cô sẽ có này. Với câu số 14 cô sẽ có The Asian Game. Nhớ Asian Game. Á vận hội, nhớ dịch là cái Á vận hội này đã làm sao? Đã được tiến hành vào ngày thứ bảy. Nhớ. Vào ngày thứ bảy thông qua một cái fashion. Chợ một cái show đúng không ạ? Rất là extravagant, rất là lộng lẫy. Nhớ ở trên cái sân vận động này. Thì cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ get underway. Nhớ cô có cụm từ đó là cụm từ get underway bằng cụm từ get started. Nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý C nhé. Cơ cấu từ carry out bằng động từ conduct nghĩa là tiến hành. Chợ bằng conduct là tiến hành. Ý hợp cô với từ got wet là bị ướt. Nhớ anh này cô nghĩa là bị ướt này. Chợ got wet, bị ướt. Thế còn tại sao mình không chọn ý D? Ý D cô từ begin cũng là bắt đầu. Nhưng cô sẽ có begin thì bằng get started. Nhưng mà ở đây của cô với động từ là got underway. Mà got của chúng ta là quá khứ của get. Nên là ở đây cô động từ chia quá khứ lên ý D của cô không thỏa mãn. Do đó cô chọn được câu 4 là ý B. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Chợ với câu số 5 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Đúng không ạ? Rồi sau câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 của chúng ta. Cô nghĩ là buổi trưa mạng nhà cô có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của các bạn đấy. Mạng rất là ổn. Chợ sau câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 này. Thì với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Nào xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 ạ. Câu số 5 mình có từ carry out nghĩa là tiến hành em nhé. Chợ với câu số 5 các thanh niên của cô chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5. Câu số 5 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, bạn Nguyễn Thị Thu Thủy thân mến, cô nhớ em ở Hồ Chí Minh vì ngày xưa cô nhớ là có mấy bạn có cái Facebook giống nhau. Ví dụ như là con điên quốc dân và thằng điên quốc dân. Đấy. Có hai bạn có cái nick như vậy nên là cô nhầm hai bạn đấy thôi. Chứ bình thường nếu mà cô nhớ ai là cô nhớ cả địa danh của bạn đấy luôn. Đó. Rồi, xong câu số 4 chuyện cô sang câu số 5 này. Chợ với câu số 5 thì cô sẽ có đó là the new business. Cái việc kinh doanh mới này. Got off to a good start with the export order. Nhớ cô sẽ có từ order nghĩa là đơn đặt hàng. Chợ trong này cô sẽ không dịch đó là mệnh lệnh mà dịch là đơn đặt hàng. Thì cô sẽ có là cái doanh nghiệp mới này, đúng không ạ? Đã khởi động, nhờ khởi đầu thuận lợi với các đơn đặt hàng. Order trong trường bài dịch là đơn đặt hàng này. Export là xuất khẩu. Cô sẽ có trong tiếng Anh đó là cô có từ import là nhập khẩu. Thì cô sẽ có từ export là xuất khẩu. Cả hai từ này của cô đều rất là đặc biệt. Nhờ cô sẽ có như sau. Cô có cấu trúc đó là cấu trúc import đi với giới từ from. Chợ nghĩa là nhập khẩu từ đâu. Nhờ thì cô lại có cái cấu trúc đó là cấu trúc export đi với giới từ to xuất khẩu tới đâu. Thì bạn nhớ cho cô như sau này. Cả cái từ import và từ export đều rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Vì từ này nó có thể vừa là danh từ vừa là động từ. Nếu là danh từ cho âm dương tiết đầu, động từ dương tiết thứ hai nhá. Thì với câu số 5 cô sẽ có một cái cụm từ như sau. Được chưa? Với câu số 5 chúng ta sẽ có như sau. Cô có cái cụm từ đó là cụm từ get up. Chợ to a good hoặc là flying. Chợ đi với từ start nghĩa là có một cái khởi đầu đúng không ạ? Xuôi chèo mát mái, một khởi đầu thuận lợi. Về doanh nghiệp kinh doanh mới này đúng không ạ? Đã có một khởi đầu rất là thuận lợi với những cái đơn đặt hàng. Vậy thì với những cái đơn đặt hàng xuất khẩu đấy, vậy thì câu số 5 cô chọn được câu này sẽ là ý A. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 ạ. Với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Đó ạ. À, cô nhớ là bạn là Nguyễn Thị Thu Thủy, bạn ấy theo cô từ nhóm tổng ôn 3 nhỉ? Đúng không ạ? Thu Thủy theo cô từ nhóm tổng ôn 3 từ đợt hè á. Và đó nhóm tổng ôn 3 thì bạn Nguyễn Thu Thủy đặt cái tên là con điên quốc dân thì phải, đúng không ạ? Và cô nhớ là lần đấy cũng có một bạn bạn đặt tên là thằng điên quốc dân và cô nghĩ rằng hai bạn ấy là một cặp trời sinh. À, sau đó thì mỗi một lần livestream thì cô đều gọi tên bạn như vậy và sau đó bạn đổi tên thành Nguyễn Thị Thu Thủy. Để nhớ. Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6. Với câu số 6 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Xong câu số 5 chuyện cô sang câu số 6 này. Với câu số 6 cô sẽ có như sau. Chợ cái việc kinh doanh đấy đúng không? Đã có một cái khởi đầu rất làm sao? In the second. Cô sẽ có từ second là thứ hai với từ quarter là quý đúng không ạ?
Vậy dịch là cái việc kinh doanh đấy đã có một cái sự khởi đầu làm sao ở quý 2 của 2013. Chợ với cái doanh số bán hàng rất là fluctuate, rất là dao động hàng ngày. Vậy thì từ đó cô sẽ suy ra cái từ shaky này của chúng ta, nghĩa là bấp bênh, đúng không? Vậy thì nó sẽ tương đương với gì? Cô sẽ có một cụm từ như sau. Chợ cô sẽ có cụm từ đó là shaky hoặc là unsteady. Nhựa start nghĩa là cái khởi đầu rất là bấp bênh. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 6, đáp án là ý C. Chợ có cái khởi đầu rất là bấp bênh nhá. Có một cái khởi đầu mà gọi là kiểu như không ổn định, mình có thể dịch như vậy. Nhưng mà cô sẽ có từ shake với từ steady tương đương nhau. Nhớ, à sorry, thì nó phải là ý D chứ, đúng không? Unsteady. Câu số 6 của cô phải là ý D, unsteady, được không ạ? Sao chưa, sao chưa? Rồi, xong câu số 6 chuyển cô sang câu số 7. Với câu số 7, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Sao chưa, sao chưa? Rồi, xong câu số 6 chuyển cô sang câu số 7 đi ạ. Với câu số 7, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? À, cái từ fluctuate của chúng ta nghĩa là dao động, Huỳnh Trần Bảo Vi nhé. Chờ, xong câu đấy chuyển cô sang câu số 7. Với câu số 7, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 7, cô sẽ có như sau. Với cái câu số 7, người ta viết bắt đầu bằng anh như này. Left, đúng không? Là viết tắt của từ shall we. Chúng ta hãy đừng dành quá nhiều, đúng không ạ, vào dành chúng ta không nên dành quá nhiều cái sự lâu vào cái vấn đề này nhá. Chúng ta hãy put, chúng ta sẽ có cái cụm từ như sau. Bây giờ là phải dịch tiếp, phải hoàn thiện tiếp cho cô để dịch, chứ không thì mình sẽ không dịch được nhá. Lại thừa nhận cho cô cụm từ sau. Cô có cụm từ đó là cụm từ put the finishing. Chờ, cô có cụm từ đó là cụm từ put the finishing touch ok on it, nghĩa là hoàn thiện nó. Vậy là chúng ta dịch như sau, chúng ta hãy hoàn thiện nó, đúng không ạ? Chúng ta đừng dành quá nhiều thời gian cho việc này nữa. Mình kết thúc nó thôi và get ready. Chúng ta có cụm từ đó là cụm từ get ready bằng cụm từ prepare. Chợ bằng cụm từ prepare thì nó sẽ là get it ready for, sẵn sàng cho production, sản xuất. Đấy, chúng ta đừng dành quá nhiều thời gian việc này nữa, chúng ta hãy hoàn thiện nó và chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất thôi. Vậy thì với câu số 7, cô sẽ chọn được đáp án của câu 7 là ý B. Nói chung là cô cá rằng cái bài hôm nay của mình nó sẽ có rất là nhiều cụm mới với các bạn. Đó vậy. Rồi, xong câu số 7, chuyển cho cô sang câu số 8 đi ạ. Với câu số 8, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Kế sau câu số 7, chuyển cô sang câu số 8 á. Thì với câu số 8, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 8, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Sao chưa, sao chưa? Nào. Xong câu số... Cô chữa câu 6 rồi em. Được rồi, câu 6 ý D em nhé. Chữa lại câu 6 đi à. Câu số 6 cô sẽ có như sau này. The business... Cái việc kinh doanh đấy đã có một cái khởi đầu làm sao ở quý 2 của 2013. Với cái doanh số bán hàng rất là fluctuate, rất là dao động. Vì cô sẽ suy ra là có một cái khởi đầu rất là bấp bênh, không ổn định. Thì cô sẽ có đó là cái từ... Với từ shaky bằng từ unsteady. Nhớ, cô sẽ có a shaky start bằng cụm từ unsteady. Vậy cô sẽ chọn được đáp án của câu số 6 là ý D. Chờ, xong câu số 6, xong câu số 7 chuyển cô sang câu số 8 này. Câu số 8 thì bốn đáp án của cô là bốn cụm khác nhau. Thì với câu số 8 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok, các bạn khác vẫn không xem được à? Ok, xong câu số 7 chuyển cô sang câu số 8 này. Thì với câu số 8 các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 8, bây giờ mình muốn làm được câu này thì em phải xét nghĩa cho cô cả bốn cụm. Cô có ý, cô sẽ có ý, anh ý C này. Với từ đó là từ hit the road. Nghĩa là gì? Bằng cụm từ. Đó là cụm từ take to the road. Cụm từ đấy nghĩa là bắt đầu rời một nơi nào đó để lên đường đến một chỗ khác. Vì những này có thể tương đương với từ đó, tương đương với từ set off, khởi hành, đúng không ạ? Thế vậy cô sẽ có ý A của cô với cụm từ là cụm từ shake thing up, phải chưa? Nghĩa là khuấy động lên. Chờ, ý A của cô nghĩa là khuấy động lên. Thế còn ý C của cô với cụm từ đó là cụm từ keep on the end up, nghĩa là kiên trì theo đuổi mục tiêu, giữ vững lập trường. Nhờ, chúng ta sẽ có anh này của chúng ta với cụm từ đó là nó sẽ bằng cụm từ đó là cụm từ stand on the
Ground. Đúng không ạ? Giữ vững lập trường nhá. Vậy thì với cái câu này của cô còn ý đề, đó là cụm từ make a clean. Dạ, cô sẽ có cụm từ đó là một cụm từ make a, dạ, chúng ta sẽ có cụm từ là make a clean break. Bằng cụm từ, anh ý đề cô sẽ bằng cụm từ đó là cụm từ make a fresh start. Nghĩa là gì? Nghĩa là bắt đầu làm một việc gì đó. Vậy thì với câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Rồi, với câu số 8 bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Ok, với câu số 8 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Khi với câu số 8, sau khi mà cô Trang đã phân tích như vậy thì bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì cô sẽ có là after a short visit. Sau một chuyến đi ngắn thì chúng tôi lại tiếp tục khởi hành. Vậy thì câu này mang nghĩa là tiếp tục khởi hành thì cô sẽ chọn được câu 8 là ý C. Ở chưa? Xong chưa? Xong chưa? Cô sẽ có cụm từ là cụm từ shaking up, nghĩa là khuấy động. Cô có cụm từ hit bằng cụm từ đó là cụm từ take to the road, nghĩa là khởi hành. Cô có cụm từ keep one end up, nghĩa là gì? Bằng cụm từ stand one ground, nghĩa là giữ vững lập trường. Make a clean break bằng cụm từ make a fresh start, vậy thì nghĩa là khởi đầu, à nghĩa là bắt đầu, chọn bắt đầu lại việc gì đó. Vì với câu số 8 cô chọn được câu này là ý C. Xong chưa? Xong chưa? Sau câu số 8 chuyển được cô sang câu số 9 của chúng ta. Với câu số 9 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Câu sẽ có như sau. Với câu số 9 cô sẽ có từ the explosion, cái vụ nổ ở cái nhà máy đấy. Đúng không ạ? Là cái gì đấy ạ? Là cái sự khởi đầu cho cái sự kết thúc của công ty. Nhận là cái sự khởi đầu cho sự kết thúc. Thì cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ the beginning. Nhận. Cô sẽ có cụm từ là the beginning of the end, sự khởi đầu cho sự kết thúc. Nên cô sẽ chọn được câu 9 là ý A. Nhận. Sang câu số 9 chuyển cô sang câu số 10. Chọn với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok, câu 9 ý A được chưa? Dạ, sau câu số 9 chuyện cô sang câu số 10 này. Câu số 10 cô có cấu trúc là sau keep cộng verb in tiếp tục làm gì? Trở với câu số 10 dịch là mọi người cứ tiếp tục vứt là rác ở trên này đường. All around it, quanh cái khu vực đấy nhá. Và họ dường như là chúng ta sẽ cấu trúc là sau sim cộng to verb dường như. Chúng ta sẽ có cái cụm từ như sau, căn cứ bằng cụm từ đó là cụm từ no end. Trở cụm từ sẽ là cụm từ no end inside. Chờ, cô có cụm từ đó là cụm từ no end inside, nghĩa là không hề có hồi kết nhá. No end inside, không hề có hồi kết. Vậy thì cô chọn được câu 10 là ý D. Xong chưa? Rồi, xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu số 11. Bạn Châu Anh thân mến, cái cụm từ make a clean break chúng ta bằng cụm từ make a fresh start, nghĩa là bắt đầu nhá. Đó ạ. Xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu số 11 này. Chờ, với câu số 11 cô sẽ có như sau. Khi mà cái buổi concert, buổi hòa nhạc gần kết thúc, đúng không ạ? Thì ca sĩ Trịnh đã cảm ơn người hâm mộ nhờ vì cái sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta có cấu trúc đó là cấu trúc thank somebody for something hoặc doing something, cảm ơn ai đó vì cái gì hoặc vì đã làm gì. Thì với câu này bạn sẽ thừa nhận cho cô căn cứ bằng cụm từ đó là cụm từ to a close. Thì cô có một cái cụm từ như sau, đó là cụm từ come to. Nhờ cô sẽ có cụm từ, thôi cô viết xuống đây nhé. Nhờ viết xuống đây cho nó ngon này. Chờ, cô có cụm từ là come to an end. Chờ, cô có cụm từ là cụm từ come to an end. Bằng cụm từ đó là cụm từ draw. Chờ, to a close. Hai cụm từ này bằng nhau. Chờ, come to an end bằng cụm từ draw. Bằng cụm từ là cụm từ draw to a close, nghĩa là kết thúc. Vậy thì với câu số 11, cô chọn được đáp án của câu này là ý A. Đó không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Câu số 11 của chúng ta là ý A. Sau câu 11 chuyển cho cô sang câu số 12. Với câu 12 cô cấu trúc là sau like cộng verb in. Chợ tôi thích chuyển đến một thành phố mới nhá. Bởi vì bạn có thể bắt đầu lại từ đầu nhá. Vì với câu số 12 cô vừa có cái cụm từ đấy rồi. Đó là cụm từ như sau, đó là cụm từ make a fresh. Chợ cô có cụm từ đó cụm từ make a fresh start. Okay, bằng cụm từ make a clean break. Vừa lấy mình gặp rồi đúng không ạ? Anh này cô sẽ bằng với cụm từ đó là cụm từ make a clean break, nghĩa là gì? Bắt đầu lại từ đầu. Vậy thì cô chọn được 12 là ý B. Câu này dễ rồi nhá. Sau câu số 12 chuyển cho cô sang câu số 13. Chữ như vậy có nhanh quá không ạ? Chợ với câu số 13 cô sẽ có cấu trúc như sau.
Đó là cấu trúc nervous about, đúng không? Tôi biết là bạn đang, đúng không? Đang sợ cái việc bắt đầu đi học. Nhưng mà bạn chỉ cần dive in and do the best. Chúng ta có cụm từ nữa, đó là cụm từ do the best bằng cụm từ try your best. Cố gắng hết sức, đúng không ạ? Vậy tôi biết là bạn đang ngại, đúng không ạ? Tôi biết là bạn đang lo lắng về cái việc bắt đầu đi học. Nhưng mà bạn chỉ cần thực hiện hết mình thôi và cố gắng hết sức trong khả năng của bạn. Thì cô sẽ có 4 cụm từ như sau. Chờ cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ dive in, đúng không ạ? Nó sẽ bằng với cụm từ, đó là cụm từ jump in. Nó sẽ bằng với cụm từ dive in của chúng ta bằng cụm từ jump in feet first. Nghĩa là gì? Bắt đầu hoặc thực hiện một cái gì đó một cách nhanh chóng, nhiệt tình và không có gì phải quan ngại nó lắng cả. Vậy thì cô sẽ chọn được 13 là ý A. Xong 13 cô sẽ có ý B, cô sao? Ý B cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ be at a nuance. Chợ cô có cụm từ là be at a nuance. Cụm từ đấy nghĩa là gì? Rảnh rỗi, đó chưa? Cụm từ của chúng ta sẽ bằng cụm từ là be free, rảnh rỗi. Chợ ý C của cô với từ breathe new life into. Dạ, cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ breathe new life into, nghĩa là mang lại một nguồn năng lượng mới nha. Ý C của cô nghĩa là mang lại một nguồn năng lượng mới, đúng không? Mang lại một nguồn năng lượng mới này. Thế còn ý D của cô với từ start a problem, đưa ra vấn đề. Vậy thì với câu số 13, cô chọn được câu này là ý A. Sau câu số 13, chuyển cho cô sang câu số 14. Chờ với câu số 14, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chờ cô sẽ có là it rained, trời mưa, đó. Trời mưa một cách liên tục trong suốt 3 ngày đầu tiên chúng tôi ở đây, nhớ. Có một chút khởi đầu thất vọng, nhớ, cho cái chuyến đi của chúng tôi. Thì cô sẽ có là trong 4 từ này này, cô sẽ ghép được mỗi từ sau đó từ disappointing. Cả một cụm từ này là một cụm từ cố định. Chờ cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ disappointing. Chờ disappointing start. Cụm từ đấy nghĩa là một khởi đầu thất vọng. Vậy thì cô chọn được câu 14 là ý B. Chờ xong câu số 14, chuyển cho cô sang câu số 15 của chúng ta. Chờ với câu số 15, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chờ câu 15, cô nghĩ là các bạn biết cái câu này, nhớ. Câu số 15, cô cho các bạn thời gian, cô sẽ không đưa ra trước này. Vì câu số 15 là cô nghĩ rằng là các bạn biết cái câu đấy ạ. Với câu số 15, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Ok, nào câu số 15, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Ok, bạn nào xử lý cho cô được câu 15 ạ? Câu 15 ý A, sure, ok. Câu số 15 bạn ấy chọn ý A, sure, ok. Rồi, cô sẽ có như sau. Câu số 15 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ đây trở đi của cô, đó là cụm từ the end of. Nhớ cô có cụm từ như sau. Đó là cụm từ the end of. Chờ, one rope. Cụm từ này cô nghĩa là gì? Giới hạn chịu đựng cuối cùng, sắp hết kiên nhẫn rồi. Vậy là tôi sắp hết kiên nhẫn với cái việc tàu bị đi này rồi. Nên là 15 cô chọn được ý A. Sau câu 15 chuyển cho cô sang câu số 16. Dạ, với câu số 16 cô sẽ có như sau. Với câu số 16 cô sẽ dịch câu này như sau. Đó là chúng ta sẽ có anh này chúng cô nó đóng vai trò là danh từ, nó không phải là động từ nữa. Vậy nếu là danh từ nó dịch là thỏa thuận. Chợ thỏa thuận về nhà ở này đã photo thất bại. Dạ, vì vậy tôi e rằng chúng ta phải, đúng không ạ, phải quay lại từ đầu. Nhưng mà chúng ta phải lại từ đầu. Thì cơ sẽ có cụm từ như sau, đó cụm từ be hoặc là go back. Chợ to square. Chợ to square run. Nó sẽ bằng cái cụm từ như sau. Nó sẽ bằng cái cụm từ, đó là cụm từ go back to the drawing board. Giờ anh này cũng nó sẽ bằng với ý B này. Nghĩa là phải, đúng không ạ, làm lại việc gì đó lại từ đầu. Vì cô sẽ chọn được đáp án là ý B. Chờ ý A của cô với cụm từ give something a lease of life, nghĩa là đổi mới cái gì để kéo dài lâu hơn. Chờ anh này cô nghĩa là đổi mới cái gì đó để nó kéo dài lâu hơn. Thế còn ý C của cô với cụm từ make an early start, nghĩa là đi sớm, khởi hành sớm. Thế còn ý D của cô với cụm từ reach the end of the, nhớ, cô sẽ có cụm từ reach the end of the, nghĩa là gì? Cùng đường rồi, nhớ. Anh này của cô nghĩa là cùng đường rồi, nhớ, không còn sức chịu đựng nữa. Chờ anh nếu cô nghĩa là cùng đường kiệt sức rồi, không còn sức chịu đựng nữa. Xong chưa, xong chưa ạ? Vậy thì câu số 16 chọn cho cô đáp án câu này là ý B nhé. Sau câu số 16 chuyển cô sang câu số 17.
Với câu số 17, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì cô sẽ có như sau. Với cái câu số 17, cô sẽ có như sau. Cái gì mới ở trong đội này, đúng không? Lên được cải thiện. Lên làm sao? Cải thiện được cho cơ hội giành victory, chiến thắng trong cái trận đấu tuần tới. Vậy câu số 17, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ new và cô sẽ ghép được với từ tiếp là từ blood. Cô có cụm từ new blood, nghĩa là một nguồn sinh khí mới, một nguồn sinh lực mới, nhờ. Một nguồn sinh khí mới. Vậy thì với câu 17, cô chọn được đáp án của câu này là ý C. Xong chưa, xong chưa? Rồi, sau câu 17 chuyển qua sang câu 18. Sorry for, xin lỗi vì cái sự trì lệ. Xin lỗi vì cái sự, đúng không? Có gì là xin lỗi vì cái sự trì hoãn này. Fuck. Trong trường này cô sẽ có từ của chúng ta nghĩa là anh bạn, chứ không phải là dân ca đâu nhá, đúng không? Tôi nghĩ rằng chúng ta đã chuẩn bị để mà làm sao? Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu ngay bây giờ. Giờ cô sẽ có get the show on. Chúng ta có cụm từ là get the show. Chờ on the gì ạ? On the road. Nghĩa là bắt đầu kịp rồi. Nghĩa là bắt đầu kịp hoặc bắt đầu một điều gì đó. Vậy là xin lỗi vì cái sự trì hoãn này anh bạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu ngay bây giờ rồi. Vậy thì với câu số 18, cô chọn được đáp án của câu 18 là ý D. Sau câu số 18, chuyển cho cô sang câu số 19. Với câu số 19, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chờ, với câu số 19, cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ burn. Cô có động từ đó là động từ burn the candle at both. Đây là cả một cụm này, nên bạn sẽ phải thừa nhận cụm đấy cho cơ. Chờ, cô có cụm từ là cụm từ burn the candle at both end. Chờ, but both end. Nghĩa là gì? Kiệt quệ vì đã quá phí sức cho việc gì hoặc là cố gắng, đúng không ạ? Dịch là câu dịch là Mary đã học đến kiệt sức để ôn kiểm tra. Và bây giờ thì cô ấy ốm rồi. Vậy thì với câu số 19 cô chọn được ý A. Rồi sau câu số 19 chuyện cô sang câu số 20 của chúng ta. Chợ với câu số 20 cô sẽ có cụm từ như sau. Đó là cụm từ get. Chợ hoặc là chúng ta sẽ có cụm từ đó là cụm từ get the. Chợ chúng ta sẽ có cụm từ đó là cụm từ get the wrong end of the stick. Giờ cụm từ này cô nghĩa là gì? Hiểu nhầm ai đó, hiểu sai hết về ai đó. Là chúng ta sẽ có là mẹ tôi đã hiểu nhầm và cho rằng anh Jim này là bạn trai của tôi. Nhớ cô sẽ có cụm từ là cụm từ get the wrong end of the stick, nghĩa là hiểu nhầm. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 20 của chúng ta là ý B. Xong chưa? Hai bạn, câu 20 của chúng ta là ý B, được không ạ? Rồi, ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong cái bài hôm nay của chúng ta. Nếu như không có gì thay đổi thì cái buổi hôm nay là thứ 3 nhỉ, đúng không? Thì cái buổi thứ 5 này cô Trang Anh sẽ là hoàn thiện, cô sẽ chữa xong cái chủ đề cuối của cuốn sách này là chữa hoàn thiện cái cuốn 2000 collocation này. Thì tuần sau cô sẽ chữa sang cái cuốn Proverb nhé. Tạm biệt các bạn.